đến với tổ 6 khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, hỏi về cô học trò nhỏ Nguyễn Đình Thanh Nguyệt, hiện đang học lớp 10A4, trường Trung học phổ thông Long Hải, Phước Tỉnh. Bà con ở đây ai cũng biết và dành lời khen cho tinh thần vượt khó của em. Mẹ em qua đời từ khi em còn rất nhỏ, cha thì bị tật ở chân, khiến đi đứng khó khăn. Nhưng người cha đã vượt qua tất cả những éo le ấy, vừa làm cha vừa làm mẹ, bươn chải mưu sinh, nuôi dưỡng chăm sóc Thanh Nguyệt nên người. Vì không di chuyển nhiều được, cha của em nhận các thiết bị vật dụng từ các ghe tàu bị hỏng hóc về sửa chữa gia cố. Công việc ngày có ngày không, nhưng anh rất cần mẫn, chăm chỉ và lo cho con gái đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Không phụ lòng hy sinh của cha, suốt những năm đi học, em Thanh Nguyệt luôn là học sinh giỏi của khối của trường. Năm học 2021-2022, Thanh Nguyệt là học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh. Em cũng đã thi đậu vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Long Hải, Phước Tỉnh với số điểm 38,75, là một trong năm học sinh có số điểm cao nhất của khối 10 toàn trường. Con thấy bạn Nguyệt có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng bạn rất chăm chỉ học nên là con thấy bạn là một tấm gương cho của con để noi theo ạ. Con thấy bạn Nguyệt là một người khá tốt, năng động, tích cực và luôn luôn là người dẫn dắt lớp con đi lên trong những phong trào. Trong câu chuyện, em Nguyệt đã chia sẻ, hiểu hoàn cảnh của gia đình mình nên từ khi còn nhỏ, cha đã dạy cho em tính tự lập vươn lên. Vậy nên ngay từ khi tiểu học, em luôn tự giác học tập, đồng thời sắp xếp thời gian để làm việc nhà, đỡ đần cho cha. Đến lớp, em tập trung tiếp thu kiến thức thầy cô truyền dạy, về nhà cố gắng làm hết bài tập. Bài nào chưa hiểu sâu, em hỏi lại thầy cô hoặc tham gia học nhóm cùng bạn bè. Nhờ vậy mà kết quả học tập của Thanh Nguyệt luôn ở top đầu của lớp. Em còn tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm học tập, phong trào ở trường. Hiện Thanh Nguyệt là một bí thư chi đoàn năng động và gương mẫu của khối 10. Em Nguyễn Đinh Thanh Nguyệt thì rất là cố gắng trong học tập. Trong các hoạt động phong trào thì em rất là tích cực tham gia. Em là một trong những tấm gương mà để các bạn khác noi theo về tinh thần vượt khó của em. Tại vì biết là hoàn cảnh khó khăn cho nên con cố gắng học tập, vì chỉ có học tập mới dẫn ta đến con đường thành công. Và sau này để báo hiếu cho ba mẹ, vì chỉ giờ mình chỉ có thể học tập để sau này mình giúp ích cho đất nước và cho mọi người. Trong thời gian tới thì con quyết tâm sẽ cố gắng học tập để đạt được nhiều thành tích, kết quả cao hơn và sẽ đậu vào một trường đại học y của thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua nghịch cảnh, cô học trò Nguyễn Đinh Thanh Nguyệt đã trở thành tấm gương vượt khó vươn lên. Dẫu biết con đường phía trước của em không bằng phẳng dễ dàng, nhưng hy vọng với nghị lực và niềm đam mê học tập, Thanh Nguyệt sẽ thành công và thực hiện được ước mơ của mình.